Buổi sáng khi thức giấc ngủ dậy, mặc dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, nhưng chúng ta hãy dành ra 5 phút để chúng ta tập nắm động tác này, vô cùng là tốt cho các cơ quan nội tạng ở trong cơ thể. Cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn nó khỏe, cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật thì bạn sẽ sống trường thọ. Thứ nhất đó là đối phổi. Phổi nó rất là thích chúng ta hít thật sâu, sau đó thở ra nhẹ nhàng trong vòng 1 phút. Thứ hai là tim. Tim nó rất là thích chúng ta vỗ nhẹ nhàng vào cái hốc khuỷu tay này trong vòng 1 phút cả hai tay. Thứ ba là dạ dày và nó nách ấy, thì nó rất là thích chúng ta xoa vào cái vòng bụng này trong vòng 1 phút theo chiều kim đồng hồ. Và thứ tư là thận. Thận nó rất thích chúng ta đi kiễng chân này trong vòng 1 phút. Thứ năm là gan. Gan nó vô cùng là thích chúng ta vươn vai nhẹ nhàng từ bên trái sang bên phải. Vì sức khỏe và sự trường thọ của chúng ta, bạn đừng quên dành 5 phút để tập 5 cái động tác này vào buổi sáng của mỗi ngày nhé.